Techcombank bán trụ sở cũ, chuyển sang trụ sở mới. Sau khi chuyển về, nhà mới có vị trí đắc địa hơn tại tòa nhà ngay góc hai mặt tiền Lý Thường Kiệt Quang Trung, quận Hoàn Kiếm. Cạnh tổ hợp văn phòng khách sạn Melia Hà Nội thì báo cáo tài chính Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam, TCB, cho biết ngân hàng ghi nhận khoản lợi nhuận đột biến từ hoạt động khác trong khi một số hoạt động kinh doanh chính lại giảm sút. Cụ thể, ở hạng mục hoạt động khác, TCB phát sinh khoản thua 1.775 tỷ đồng từ bán bất động sản đầu tư. Sau khi trừ đi khoản chi phí 1.044 tỷ đồng, TCB thu về khoản lãi hơn 730 tỷ đồng. Được biết, đây là khoản lợi nhuận đến từ việc chuyển nhượng tòa nhà 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội trụ sở cũ của Techcombank trong 10 năm trước khi ngân hàng này chuyển trụ sở chính về số 6 Quang Trung. Hoàn Kiếm, Hà Nội đầu năm nay, tòa nhà 191 Bà Triệu trước đây là tháp B thuộc dự án Vincom Center Hà Nội. Được Techcombank ghi nhận là bất động sản đầu tư duy nhất từ năm 2022 sau khi nhận chuyển nhượng từ Vingroup cuối năm 2011. Nhờ khoản lợi nhuận đột biến này, TCB ghi nhận lãi thuần từ hoạt động khác đạt 1.057 tỷ đồng trong quý đầu năm, cao gấp đôi cùng kỳ năm ngoái. Mới của Techcombank, tòa nhà trụ sở mới Techcombank Hà Nội Building có khuôn viên đất rộng 2,836m², quy mô xây dựng 22 tầng nổi và 5 tầng hầm, quy mô tương đương với Techcombank Sài Gòn Building. Phát triển dự án này phần lớn là các đối tác đồng hành với Techcombank tại dự án Techcombank Sài Gòn Building, Foster Cộng Partner, NQS Architect, Oricon, May, Techcombank.